sao? Đánh gì vui vui đi. Nhanh nè, Azir với Son chọn cái gì? Sao bây giờ cầm vui vui đi. Bây giờ chọn con tướng gì nó thực sự đột biến đi. Thôi rồi cho Kim đánh Ven nè, cho Vi đánh chắc chắc xíu. Đội hình của Genji, đội hình khá là chuẩn form trừ khu vực đường trên mà thôi. Nhưng anh có thể thấy được cái việc Genji pick như này nghĩa là họ cực kỳ tự tin. Đây pha ca điền vòng lên trên rồi để định băng trụ. Hết lính rồi à? Mà để băng trụ hai con này nó không có CC chắc chắn á. Bạn có thể sẽ bị. Cho nên là không ai không giết được con lợp lần. Xử lý pha này như thế nào? Kim đã có một pha thi đấu mà nhiều CC hơn nè. Bên phía Genji có tới 3 cái CC pha này lận. Tăng tốc pha chứ không phải là một cái dư chấn, cũng không phải là một cái gì đó. Gồng quy lên. Cú nền tàn không. Khó quá, khó cho Oscar, khó cho Oscar. Ăn lính, bú lính. Cú nện này là ta. Xe hay. Chứ không phải đằng sau. Tại vì không, cú nện bật. Khó quá. Anh ta vừa mới gồng một phát thì ca nhân đứng húc. Và đó là một pha mà Pay anh ta đứng rất khó chịu. Làm vài pha một lần nữa. Các bạn thấy không, ca nhân vòng ra làm thêm một phát nữa. Oscar Dinin có nội tại, anh ta có thể lên cấp được. Nhưng mà anh ta sẽ là điểm hạ gục tiếp theo. Oscar Dinin gặp Quy bị Kenso bị tấn công mức. Tốc Mỹ đã cố gắng bỏ chạy. Tốc Mỹ đã kết lực mạng dành cho ai. Ủa hai Tốc Mỹ rồi. Ui, quá. Đó là một mạng mà không hạ gục đến từ Oscar Dinin. Không thật sự đấy nha. Khóc thật. Không dưng muốn khóc. Đừng chê. Trong cái pha giao tranh, trong cái pha tốc biến bắt. Tôi muốn highlight một điều đấy là trong cái giai đoạn đầu ấy, để Cho Vi lên được cấp độ 2 và cấp độ 3 ấy, thì Kim luôn luôn có những bước di chuyển ra xa khỏi đợt lính. Razok có làm được điều gì không ở trong chiêu chiêu thôi. Lướt lên tấn công và thắng một người Konoha. Mà tầm này thì cấp độ 3. Tốc biến lên làm chậm mất đi thanh tẩy đến từ bay. Kết hồi máu bắn tới luôn. Đây là hai xạ thủ chúng tôi không sợ. Bay lướt về với truy cùng diệt tận bật lá chắn lên. Mạng quá đẹp luôn, rất đau. Quá tuyệt vời. Tôi cứ ngỡ cái phát bắn cuối cùng của Suzu rất là láo, không có tốc biến. Hai thằng boss không tốc biến mà đứng bắn như vậy vừa rồi khi anh ta không ngờ rằng Jun lại đánh rất là láo luôn, quyết liệt đến như vậy. Tốc biến lên và Pay đã không tham minh được cái pha di chuyển đến của Jun. Anh ta bị dính một cái tán xạ tiễn và sau đó bộ đôi Ash và Varus thể hiện chúng ta thấy được khả năng dồn sát thương là mạnh đến mức độ như thế nào. Mà thực ra các bạn có thể nhìn thấy là cái sự hy sinh của Kim ở giai đoạn ban đầu ấy, bây giờ thì nó lại không còn nữa. Nó không còn thất thế nữa bởi vì chất tướng của Ven nó khỏe hơn, nó dễ dàng đi với Science hơn. Nên đấy là một pha mà đảo đường tôi nghĩ là rất thành công cho Genji Sport. Chỉ trừ cái vết xước duy nhất là Pay anh ta phải nằm xuống mà thôi. Và đấy là điểm mà anh ta đã khiến cho cái mạng hạ gục mà Noah có ấy là shutdown, là chấm dứt. Nên nhiều tiền hơn khá nhiều. Đúng như nội tại của Saiyan, Vinh Quang Tự Sĩ. Anh ta nằm xuống nhưng những gì ta mang lại là nhiều hơn. Và di chuyển tốt nè, phải di chuyển rất tốt nè. Mất thủy ngục rồi. Dưới khi tốc biến là không còn, tấn công ngược thẳng vào người Noah. Vẫn có mạng. Nằm xuống, Lê Hên gỡ được mạng, nhưng xạ thủ đối phương cũng đã nằm xuống rồi. Lê Hên cô đơn quá, đó là phong ngự thương lao vào. Với quá đẹp cho Humanoid luôn. Cái đường dưới này. Pha tích đánh rất tốt, cực kỳ tốt luôn. Lối đánh double đúng không? Anh ta sẽ tích được nội tại với cái lò luyện hồn của mình. Và về sau, dù gì một chất tướng sát thương cái giá trị nó không nhiều bằng một chất tướng chống chịu bằng con Orison. Lao lên vô là bằng tốc biến, tấn công thẳng người Noah. Anh ta không còn gì nữa, mạng hạ gục. Ây da, Lê Hè nắng rồi. Đó là một pha xử lý đột biến đến từ Canyon. Mặc dù bên kia cũng đã có được một chút tầm nhìn của anh ta rồi, nhưng đấy là một pha thật thành công. Ra dốc tới chơi. Đây là một con Son không còn W, không còn tốc biến. Chú ý đứng à. Đó là bất tiện, nhưng thanh tẩy đứng nó khè. Đứng yên nó xoay nó khè. Ôi. À dạ. Trừng. Ù. À lên à. Lên dùng cái thủy ngục vào người của bay. Tôi xin lỗi, tôi tạt nước vào người bạn. Kim tới, đẩy E về. Humanoid dùng cải biến anh đầu tiên của mình chạy. Anh ta trở về dạng phân bóng. Nhưng nội tài vẫn còn ghim trên người Humanoid. Đó là một ngoài shutdown giá trị của Kim. Chắc vẫn 3-0 rồi. Chưa hồi lại chiêu cuối. Và đó là một pha di chuyển hết sức đột biến từ đường trên của Genji. Nhưng cái vấn đề chắc vẫn 3-0 rồi. Kiểm soát 3 con sau của vị trí trên. Humanoid sau khi nằm xuống trong tình huống rồi thì anh ta thọt một cấp so với Chovy rồi. Chính xác như vậy, bởi vì Chovy được farm rất là nhiều. Nhưng mà Humanoid vẫn là người nhiều tiền hơn. Oscar Dini đang bị bắn, có thanh trừng không? Bắn, đau.
Thanh được chưa hồi? Đây là cái động thái bào máu và ăn cái đầu phủ đầu mà thôi. Trảm thấy cũng là tài khóc và chích cả thiêu đốt vào người của Pay bên phía bên kia. Có cái điểm này về Lucian Nami anh em. Nó có cái điểm này như thế này nè. Thật ra con Lucian Nami mà con Nami ăn một mạng, hai mạng đầu á, ba mạng này hơi nhiều, nhưng mà con Nami ăn một hai mạng đầu không không tệ. Có ai đứng đâu? À Pay. Bạn bắn chạy rồi bạn ơi. Bạn bạn à. Hụt chiêu luôn. Né luôn cả luôn. Okay, đi thẳng chúng ta kháng cự một bài hờ gục rơi vào tay Humanoid. Tôi vừa định nói không có hai nhưng bay nói anh bạn à, tôi tới rồi chị Quỳnh Đài. Lê Hen cầm bài sát đào đang có biến bò chạy. Humanoid dùng biến ảnh hai được né được không rồi đánh được mày né đi mày né đây. Anh nhường quá tuyệt vời, một mạc sát đào quá giá trị đến từ Lê Hen. Chính xác là như vậy, một điểm sát đào dành cho lớp lăng này nó sẽ đi bộ vô chứ bằng vượt qua ngoài tầm kiểm soát của Gen Z mà thôi. Một pha thi đấu mà má cơ hội cho phân tích lớn lắm rồi đó. Rõ ràng Pay và Lê Hen định cấu máu để sau đó kết hợp hai siêu cuối hạ gục được Oscar Lenin, sau đó lấy trụ một nhưng dịch chuyển xuống không tốc biến nha, xin tốc biến nha để bảo kê cho Kenyon. Rồi sao ơi bạn rơi vào thế một cân bị bán bị thương nhưng bị đẩy vào tường, bị bô la bằng thế này không về được, thế này về được nhưng mà bằng đường hàng không. Đây là một pha dịch chuyển đáp trả cực kỳ tốt với một pha dịch chuyển trước đó của Humanoid. Ở thời điểm hiện tại có dịch chuyển đến từ Oscar Lenin nhưng tôi không nghĩ rằng có cơ sở để Fnatic có thể dịch chuyển để có thể đáp trả pha thi đấu này. Humanoid đến đây một đấm e hụt cuối cùng vẫn chết, lực sát thương mất thanh tẩy đến từ bay. Ủa chú hãy nói sử dụng chiêu cuối mặt trời dân thế dân hóa đốt rồi vẫn ăn được. Lòng tiếng cho em Vinh luôn. Đánh khung đánh điên thì đúng là tốt thật nhưng mà đối phương cũng có những pha mà sắt đao giá trị. Pay vừa rồi ăn được 600 tiền. Mid bị ao 2 cấp rồi nha. Razok là người cấp 10 nhưng mà nói chỉ mới cấp 9 mà thôi. Thân kinh nghiệm người ta full đấy, đã bắt đầu có cấp độ 10 nhưng Chovy đã gần lên cấp độ 12 rồi. Anh ta được thả farm và từ nãy tới giờ chúng ta nói chuyện hơi nhiều trong những pha giao tranh mà họ cứ liên tục vào chơi. Nhưng nhìn vào lượng tiền kìa, Pay đã bắt đầu có. Chovy lao lên với W của mình đã rồi. Tung ra, bố lá băng rồi. Tung ra. Khà thắng vào người sản phẩm của đối phương. Đó là hỗ trợ đầu tiên mà nằm xuống. Người nói. Nói lao lên với hai lần W. Chovy tiếp tục có màn hạ gục. Hà. Ngãn ơi. Chạy. Hà. Vẫn ăn. Bay tiếp tục bắn, Kim cũng bắn quá nhiều đạn vào người của Oscarinin. Đấy là một pha thi đấu mà các bạn có thể nhìn thấy được là Gen G có những tình huống côn đánh với chất tướng vẫn ăn tiền. Vẫn ăn tiền nha. Góc thả chiêu cuối cực kỳ đẹp mắt. Nếu Varus có chiêu cuối, Chovy sẽ e rẻ, nhưng đây là một con Varus không có gì nữa. Thì đây, kết hợp một pha không có đại bằng tiễn, không có sợi xích tội lỗi thì Chovy cứ đứng thế thả sát thương thôi, không ai đụng đến anh ta cả. Và Humanoid pha thi đấu này, cái biến ảnh lần 2 của chúng ta chỉ gây sát thương được vào Lê Hen thôi, thì nó không có quá nhiều đe dọa. Rồi, một cái biến ảnh giật lại, hay, thằng Jun bắn tốt quá. Rồi, nó quay kênh nhìn, nó quay kênh nhìn. Nó nuôi con heo. Người nói xin cái mạng. Xích con heo lại. Nhưng mà liên tục đánh như vậy thì Chovy đã xuất hiện ở đường giữa để có thể giúp cho Gen G Sport lấy được trụ 1 ở khu đường giữa này. Nhưng mà Gen G, mục tiêu ăn sứ giả là gì để lấy trụ? Nhìn vẫn hơi low hấp cho pha tích nha anh em, tại vì con rồng nó đang 4 mạng rồi. Chính xác như vậy và bây giờ lát Chovy đứng sau nó hà thôi là không biết là bên nào là pha tích hoại luôn. Hơn có lẽ là Gen G, bởi vì vì sao thì họ bây giờ đang có rồi nè. Hà. Hồi hai thằng rồi. Tốc biến lên thủy ngục để đổi hai cái tốc biến bên kia. Thanh trường được xả ra. Bên phía bên này cũng tiếp tục kha. Kha vào người của Oscarinin. Anh ta bị kha đâu thì cũng đau đấy. Nhưng đó sẽ là những cái bụi sao được tích dành cho Chovy. Cái từ đấy tôi không nghĩ là đánh là khó. Má khoảng cách lớn quá, đánh pha tích đánh hay vãi luôn rồi. Người luôn một lượng sát thương cực mà vẫn 3-0. Mà khổ thiệt chứ. Nơi đang gặp một vấn đề đấy là anh ta có thể băng vào nếu lúc đấy không có Seju. Chứ nếu mà anh ta đi cổng ra, anh ta gặp mặt Lê Hen cùng với Bay sử dụng hai cử. Ui tông thành công rồi, quá tuyệt vời. Tông tốc biến đẹp nhưng mà anh thành công cho Noah. Humanoid tới nhưng mà phía bên kia đã đi cổng dịch chuyển nó lùi về rồi.
Thực ra đúng là với một đội hình như này thì chỉ có Canyon làm tuyến trước thôi, thì những pha bắt lẻ như vừa rồi của Fnatic là có thể làm được. Chúng ta nói lại bay ra tấn công Canyon tiếp. Ra dốc, tầm này ta lao lên, Chovy lùi về với những cú làm trò mình. Oskarini đang giếp bay, bây dùng E để né được cú làm ta khóc, nhưng đây là một góc quá đẹp dành cho chiêu cuối của Nami. Bên phía của Fnatic cần phải làm thật nhanh tại vì họ đang kẹt lại trong một góc không đẹp một tí nào cả. Bay còn thanh trần, lùi là bay thanh trần, hạ liên tục. Và viên của Fnatic cần phải lùi về khu vực đường dưới, nguyên một con Ven đẩy một cái trụ hai. Thanh trần, Razok mất tốc biến để chạy. Bên phía của Fnatic mất toàn bộ những quyền kiểm soát ở con Baron này rồi. Đó khó chịu quá. Không thể nào mà có NG đánh khó chịu quá. Không thể nào mà có thể bật ngược lại được với Gen.G. Canyon anh ta đứng rất lâu để chống chịu lượng sát thương câu kéo chiêu thức của Fnatic, nhưng đây thằng Jun bắn hay đi. Cú đại bắn tiếng cực kỳ xa, sấp đầu tiên dính. Làm gì vậy? Anh ta hết chiêu rồi, hình như anh ta dùng cái bóng của mình để rồi tự nhiên Humanoid. Cố tình Humanoid lại bị đặt. Em Vinh tới. Giữa ba người. Em Vinh bay. Đang cố gắng lùi về. Về hai bên về. Cho Kim lùi về và Humanoid thất bại trong tình huống bắt vào người của Kim. Đó là một pha hết sát thương và anh ta biết rằng mình hoàn toàn có thể bị dịch chuyển, nên ta cố tình đứng lại để câu cái dịch chuyển của Chovy, coi như là anh ta lấy được cái tốc hành của Kim và đổi thêm một. Nó dùng hai lần biến ảnh rồi. Phép hỗ trợ nào cả. Đây cũng là có thể là thực ra chúng ta đang cố gắng là nguyên điện đánh ra thôi. Cái khoảng cách di chuyển của nó xa mà nó chạy từ nhà ra theo cái đại băng tiễn mà. Câu spell đối phương mà thôi. Pha này là một pha mà đã mất hai lần biến ảnh rồi, đúng là không có đủ lượng sát thương nữa. Đâu còn đam nữa đâu. Một ấn nát ý và xích mà thôi. Lượm lăng như phải con gì đâu mà mày bắt nó bay hả nguyên cái bản đồ. Pha đấy là tàng hình nữa. Trước cuối ta tàng hình rồi, hôm nay không nhìn thấy để tấn công tiếp đúng không? Chúng ta sẽ cùng trở lại với diễn biến này. Bên phía của Erotic đang cố gắng thả sứ giả. Ôi ông nào tới rồi sứ giả vào tường. Đó là đại bình tiễn được tung ra và chiêu số đường Tsukumi cũng cực kỳ đẹp luôn. Razok lao lên, anh ta dùng bản nguyệt thương. Humanoid tới, tìm kiếm một người của Kim. Thanh trần được xả ra, bên phía của Erotic đã co cụm người lại. Xích thanh cho người của Canyon. Ây da, cái gì vậy? Chắc chắn là đầu lý thuyết mà rớt thanh nè. Bay lao lên, Humanoid đã chạy. Úi dồi, đam cuối của thằng Bay nữa chứ. Phía bên này, Canyon tấn công người của Noah. Nhưng, Kim nằm, Kim đi. Họ đi săn nhưng họ lại là người bị săn. Cũng không tệ. Đó là một pha trả. Nhưng mà ra dốc đừng có lao ra nha. Jun cộng với cả Noah để khiến cho Kim lấy bảng đến số. Anh ta thậm chí là còn chưa kịp tốc biến pha thi đấu vừa rồi. Bởi vì không thể nào tốc biến né ra khỏi những... Bày năng mà cái vụ đỏ luôn chứ. Trước đấy là một pha mà các bạn có thể nhìn thấy được là Gen.G họ còn bát tốt hơn hẳn. So với Fnatic khi mà họ câu được những cái kỹ năng quan trọng là cái chiêu cuối đại bằng tiến cũng như là sợi xích tội lỗi, để rồi sau đó họ trả ngược lại với một kỹ năng, đấy là màn trời giáng thế của Chovy, rồi đánh theo một cái hướng mà Pay có thể xả được thanh trừng. Tí nữa chúng ta xem replay. Một khoan đã. Con rồng dành cho phía của Genji. Nhưng mà Kim bây giờ cũng đã có tam hợp rồi, lượng sát thương của anh ta là không thể coi thường với một chất tướng như là con Vayne. Nếu để cho anh ta bắn được trong những tình huống giao tranh cũng sẽ là một lượng sát thương rất lớn. Lúc này Chovy cất cung xanh rồi, thằng Bay cầm cung xanh rồi. Sẽ hơn được nhiều tiền hơn. Rồi, băng. Thanh trừng xả ra, đi cực kỳ nhanh với Noah. Shut down lại rơi vào tay của Pay. Thôi rồi, Night Drive Fnatic. 3-0 nhưng mà nó không lệch. Nói nghe nó cũng tục quá ha. Nghe nó cũng cấn cấn sao. 3-0 nhưng mà không lệch lắm. Cũng không hẳn. Nói vậy cũng không đúng. 3-0 là lệch rồi. Nhưng mà nói chung là Night Drive. Night Drive, Night Drive. Bị nằm xuống, double kill và Pay. Oskarini trở về dàn báo án. Anh ta không làm được gì trong tình huống này cả. Baron được hay không đây? Tập này rõ ràng là Lucian Nami sẽ mạnh vượt trội hơn so với Varus và Ashe. Bởi vì Varus này là Varus sát lực và Ashe cũng đã không còn được cái khả năng gây sát thương đến như vậy nữa. Và cứ thế Gen.G Sport đã băng lên tấn công băng băng như vậy. Chất tướng Saiyan sẽ là một chất tướng nếu mà bạn mở thì sẽ rất là tốt. Còn nếu mà bạn đóng ở một thế mà bị đối phương ép góc thì rất khó. Noah không cầm thanh tẩy trong ván thi đấu này. Nên những tình huống đi như vậy mà bị bắt bởi Sejoni là không có cửa nào để ta thoát về được cả. Nhưng mà nó là một pha di chuyển rất chủ quan. Anh ta hoàn toàn có thể vòng sau nhưng lại đi vào cái đường mà đối phương đang đứng phía trên bờ. Chống cự vậy là căng rồi chứ không tới mức mà không đáng kể đâu. Cái chất đội hình với con Vayne cứ liên tục tấn công như thật này. Ra mình thấy chống cự vậy là cũng căng không rồi đó. Khó để cho những chất Leblanc hay là Saiyan có thể combat được.
đội hình giao tranh của Gen Z bây giờ cũng gọi là đó, pha tích cần phải bắt lẻ, nhưng bây giờ thì ai cho anh ta bắt lẻ đây? Humanoid không đủ đe dọa đến dàn sau của Gen Z. Noah chờ một cơ hội khác vậy. So với một con rồng ở bên phía bên kia, Odin Soul bây giờ đã hoàn toàn có thể kiểm soát được giao tranh cho Gen Z, để cho hai xạ thủ là Pay cộng với cả Kim có thể xả sát thương. Cái vấn đề của đội hình Enotic đó là họ có một sàn scale và lay rất khỏe. Đúng rồi, Tiến Thành luôn nha. Chỉ là chống chiều mà thôi. Đúng. Họ không có một carry thuần về sau. Kenyon đang bắt vào người của Oscarinin. Và anh ta cũng đang cực kỳ khó khăn. Chào mừng bạn Mino đã trở thành viên kênh Bực Kim cao thủ. Cảm ơn bạn ủng hộ luôn. Đầu nha. Như đã nói, bắn cực kỳ nhanh. Oscarinin đã nằm xuống dưới hồng. Nó cầm cung xanh ở lồng của nó thành Dominic rồi. Con xe anh chịu đâu nổi đâu. Và bây giờ sẽ là chiêu cuối. Hồi bắn kìa. Ngay lập tức bên phía của Enotic bắt buộc. Humanoid vô làm gì? Kenyon ra đứng canh luôn kìa. Nó đứng đợi luôn kìa. Kenyon biến về. Kenyon bị hai. Kenyon đi nhưng mà Humanoid cũng khó sống. Đã thu người đồng đội của mình và đã sấy thân công Humanoid. Chu Vi tới. Ai ai nó hà, 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 nó hà. Có rất nhiều carry bị dứt tuyên ngọc với Dazok. Và tạm biệt trả sát thương đã nằm xuống rồi. Tiếp tục là W. Và chiến thắng tuyệt vời cho Genji. Một ván thi đấu mà Fnatic đã đẩy nhanh tốc độ. Này try Fnatic nhưng mà kết quả này thì nó cũng không bất ngờ lắm. Với một chất đội hình giao tranh cực kỳ mạnh, bây giờ là giai đoạn mà họ sẽ kết thúc ván đấu. Oscarinin bây giờ không thể nào làm gì được cả. Anh ta bị sấy, nhưng nhìn những cái trụ của mình bất lực bị hạ gục. Bây giờ họ quyết định chúng ta sẽ quay qua Kha với Oscarinin. Cảm giác đội hình Fnatic đánh mãi, họ giống như một cái nhà không có cửa sổ vì đánh hoài có window.